Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Ban Chỉ đạo 197, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, với mục tiêu xây dựng bộ mặt thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn, an toàn, thân thiện, chào mừng SEA Games 31 và các sự kiện chính trị quan trọng, Ban Chỉ đạo 197 thành phố yêu cầu các cơ quan ban ngành triển khai các biện pháp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và cảnh quan đô thị. Tổ chức kiểm tra xử lý công tác vệ sinh môi trường, kết hợp với công tác tuyên truyền trong nhân dân, nhất là việc vứt rác không đúng nơi, không đúng giờ quy định, vứt rác tại nơi công cộng. Xử lý giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, cò mồi, đeo bám khách du lịch, hát rong, xin ăn, gây mất trật tự công cộng. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý giải quyết triệt để tình trạng xe dù, bến cóc, xe khách dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe chở vật liệu, đất, phế thải gây mất vệ sinh môi trường. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, trưởng ban chỉ đạo 197, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn quán triệt tới trưởng ban chỉ đạo 197 các quận huyện thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả những nội dung trong kế hoạch, đồng thời nhận thức rõ sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của SEA Games 31 và kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và đặc biệt là không nên làm theo phong trào mà phải thực chất và duy trì thường xuyên. Thì cái mong muốn cái được của chúng tôi nhắc lại các đồng chí là chúng ta tránh là chúng ta ra quân cao điểm xong rồi làm theo phong trào. Thì đây là một cái nhiệm vụ là rất quan trọng, mà nhiệm vụ này thì thành phố trông chờ nhiều vào các quận huyện thị xã là những đơn vị mà thường xuyên chúng ta bảo đảm cái an ninh trật tự, cái môi trường cảnh quan ở trên các hè đường, các tuyến phố. Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo 197 các quận huyện bố trí lực lượng, phương tiện, kinh phí thực hiện nghiêm theo kế hoạch, đồng thời đăng ký danh sách các tuyến phố điểm về trật tự và văn minh đô thị, tập trung ở những tuyến phố chính, tuyến phố nằm trong hành lang diễn ra các hoạt động liên quan SEA Games 31, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ, nhân viên, các lực lượng tại cơ sở khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.